tôi bị thần kinh cổ cũng mười mấy năm mà bác sĩ ngày xưa bị xe đụng á. Còn có đi nhà thương mấy bác sĩ cứ chích thuốc vô xương sống nhưng mà không thấy hết được chừng vài tháng nó bị trở lại. Thì sao có người giới thiệu anh Kiệt, thì anh Kiệt có thì anh Kiệt đây, anh Kiệt có trị cho được 5-6 lần 60 lần thấy đỡ lắm bác sĩ. Cái gần ở đây hay là không biết cái gì như cái đầu gối đi giống như nó hụt hụt gì đó mà giống như nó kẹt kẹt gì ở đây đó, mấy năm mà không hết. Bây giờ đi đứng đây sao? Đi đứng thì bình thường nhưng mà đứng lâu cũng nhức sụn xuống tay. Nó bị sụn cái đầu gối. Dạ, giống như nó bị hụt hụt vậy đó. Được rồi. Dạ. Anh kia quay làm này. Đứng ở đây. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.